Kênh Vĩnh Tế là một con kênh chảy qua địa phận hai tỉnh An Giang và Kiên Giang thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kênh Vĩnh Tế cùng với kênh Nhà Lê là những kênh đào lớn nhất trong lịch sử Việt Nam thời quân chủ. Kênh Vĩnh Tế đào song song với đường biên giới Việt Nam-Campuchia, bắt đầu từ bờ Tây, sông Châu Đốc thẳng nối giáp với sông Giang Thành thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ngày nay. Nguyên nhân là vào năm 1816 khi thành Châu Đốc được đắp xong, trấn phủ trấn Vĩnh Thanh Lưu Phước Tường tâu lên vua Gia Long xem địa đồ miền đất này liền truyền: xứ này nếu mở đường thủy thông với Hà Tiên thì hai đàng đông thương đều lợi. Trong tương lai dân đến ở làng đông, đất mở càng rộng sẽ thành một trấn to vậy. Biết thế nhưng nhà vua chưa ra lệnh đào ngay vì ngại đây là vùng đất mới mở, nhân dân còn cơ cực, nếu bắt làm sâu thêm thổ sở khổ sở lòng dân sẽ không yên. Xong mãi đến tháng 9 năm 1819, vua Gia Long mới cho lệnh đào kênh và công việc được bắt đầu khởi công vào ngày 15 tháng Chạp năm ấy. Sách Quốc Triều Sử Toát Yếu phần tránh biên chép: công trình đào kênh Vĩnh Tế kéo dài từ thời tướng Nguyễn Văn Nhơn làm tổng trấn Gia Định thành khoảng năm 1819-1820 cho đến thời tướng Lê Văn Duyệt làm tổng trấn Gia Định thành năm 1820-1832 mới xong. Có thể xem hai ông như là tổng chỉ huy của công trình. Ngoài ra lần lượt còn sự góp sức của hai phó tổng trấn là Trương Tấn Bỉu và Trần Văn Đăng. Chuyển đổi theo hệ đo lường ngày nay thì kênh Vĩnh Tế có chiều dài là 87 km, rộng 30 m, độ sâu trung bình khoảng 2,55 m. Tuy nhiên trừ đoạn láng Náo Khẩu và chiều dài sông Giang Thành có sẵn thì phần phải đào mới chỉ là 37 km. Ước tính trong 5 năm các quan phụ trách đã phải huy động đến hơn 90.000 dân binh, tổng số ngày công là 3.463.000 ngày và khối lượng đất đào là 2.845.000 mét khối. Bởi công việc ở chốn đồng không mông quạnh nhiều, sơn lam chương khí, việc ăn uống thuốc men đều thiếu thốn, khiến số người chết vì bệnh tật kiệt sức, vì thú dữ cá sấu rán rít quá cao, và số người bỏ trốn rồi bỏ mạng cũng lắm. Mặc dù luật lệ ràng buộc nhiều tai ương, nhất là khi phải vượt qua sông Vàm Nao, cho nên khi tin vui về đến Huế, vua Minh Mạng rất đội mãn nguyện vì nối được chí cha, liền sắc khen thưởng dựng bia ở núi Sam và ở bờ kênh mới đào để ghi nhớ thành quả to lớn này. Năm Minh Mạng thứ 16, khoảng năm 1835, nhà vua cho đúc cửu đỉnh để làm quốc bảo và tượng trưng cho sự miên viễn của quốc gia. Hình kênh Vĩnh Tế được chạm khắc trên cao đỉnh. Cho đến bây giờ, kênh Vĩnh Tế vẫn còn giá trị lớn về các mặt trị thủy, giao thông, thương mại, biên phòng, thể hiện sức lao động sáng tạo, xây dựng đất nước của nhân dân Việt và chính sách coi trọng thủy lợi để phát triển nông nghiệp của Triều Nguyễn.